Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2020, và theo âm lịch hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Đinh Tỵ tháng Giáp Thân năm Canh Tý. Hôm nay là ngày hoàng đạo, và các giờ hoàng đạo trong ngày là giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, và giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành niên mệnh sa trung thổ, ngày Đinh Tỵ tức Can Chi tương đồng thuộc hỏa, ngày hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm sa trung thổ kỷ tuổi Tân Hợi Quý Hợi, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ đó. Ngày Tỵ lục hợp với thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Hợi, Hại Dần và Tuyệt Tý các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Nguyệt Đức Hợp, tốt mọi việc kỵ tố tụng, sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, sao Ngũ Phú tốt mọi việc, sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Yến In hay còn gọi là sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Lục Hợp tốt mọi việc, sao Kim Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có là sao Tiểu Hồng Sa xấu mọi việc, sao Kít Sát xấu đối với xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng nhà cửa, sao Địa Phá kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thần Cách kỵ tế tự, sao Hà Khôi còn gọi là Cậu Giao kỵ cái việc khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa, sao Lôi Công xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao Thổ Cẩm kỵ xây dựng nhà cửa, an táng các bạn nhé. Về hướng xuất hành trong ngày á, Hỷ Thần hướng Nam, Tài Thần hướng Đông. Và tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên á, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý do tác động của tỷ kim chiếu mệnh nên bạn tuổi Tý gặp phải những cái rắc rối không mong muốn trong công việc ngày hôm nay nhé. Người khác có thể khiến cho mệnh chủ tuổi Tý vướng vào những cái cuộc tranh chấp vô nghĩa, vì thế mà bạn tuổi Tý tốt nhất là không nên nghe theo lời xúi giục của người ngoài trong ngày hôm nay đó. Và ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý, một số người có thể rơi vào cái tình trạng bị cô lập hoặc là bị xa cách do bản tính trầm lắng, ít thể hiện cái suy nghĩ của bản thân mình. Và bạn tuổi Tý, bạn cần phải mở cởi mở hơn với mọi người, rồi bạn sẽ nhận ra mọi người xung quanh bạn luôn rất yêu quý và quan tâm tới bạn nữa đó bạn tuổi Tý nhá. Trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc hỏa, cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn không được tốt, cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người nhà không được như ý muốn, và cái nguyên nhân ở đây rất có thể là do đôi bên có những cái ý kiến bất đồng nhau. Và bạn tuổi Tý, bạn đừng có khăng khăng làm theo ý của mình và bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý như vậy bạn tuổi Tý nhá.
Ngày này với bạn tuổi Tý, bạn không nên xuất hành đi xa bởi bạn đang có cái điềm báo, có cái sự va chạm, cãi cọ, thị phi và tai nạn bất ngờ nữa đó. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, công việc rối rắm. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, vướng vào tranh chấp. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, dễ bị cô lập. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, cần cởi mở hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, mâu thuẫn với nửa kia nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2020. Cái ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Sửu, bạn đang có cái sự tác động của thiên quan chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Sửu có phần có tự tin và cứng nhắc trong cái suy nghĩ của mình, nên không muốn nghe theo ý kiến của bất cứ ai trong ngày cả nhé. Và bạn tuổi Sửu thậm chí bạn sẵn sàng đối đầu với cấp trên hoặc là cả tập thể để bảo vệ cái ý kiến của mình nữa. Trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Sửu, tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này có thể sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu bước từng bước vững chắc tới cái mục tiêu. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là bạn sẽ nhắm mắt làm ngơ với tất cả những cái tác động xung quanh mình bạn tuổi Sửu nhé. Và bạn tuổi Sửu đôi khi hãy dành thời gian quan sát và điều chỉnh lại cái kế hoạch của mình sao cho nó hợp lý hơn đó bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn có phần được khởi sắc. Bạn tuổi Sửu, bạn và nửa kia rất chi là hòa hợp. Cho dù gặp phải cái chuyện gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ quan tâm và thảo luận cùng với người ấy. Nhờ thế mà gia đình lúc nào cũng có được cái bầu không khí bình yên và hạnh phúc với bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, suy nghĩ cứng nhắc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, đối đầu với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, cần cởi mở hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, hòa hợp với nửa kia. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, không muốn nghe ai đoạn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dần, ngày này bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Cho nên cái ngày Tỵ này đối với bạn tuổi Dần, bạn sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà gần như không nhận được cái sự giúp đỡ của bất cứ ai trong ngày đó bạn tuổi Dần nhé. Và bạn tuổi Dần á, bạn mệnh sẽ phải tự mình hoàn thành tất cả mọi cái công việc đang còn dang dở với bạn. Trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dần, bạn hãy chú ý làm từng công việc một, chứ không nên làm mọi việc một lúc quá nhanh chóng và cẩu thả. Bởi nếu như bạn làm sai một việc gì đó thì bạn sẽ phải mất một cái khoảng thời gian khá chi là vất vả để hoàn thiện lại tất cả cái đống công việc đó đó bạn tuổi Dần nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ 6 này, bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần nếu như khiêm tốn hơn trong ngày hôm nay, không nên vì sĩ diện mà cố tình khoe khoang trình độ của bản thân mình, mua thêm việc vào người khiến cho chính mình lại càng thêm vất vả hơn đó bạn tuổi Dần nhé.
Ngày này á, với bạn tuổi Dần, bạn cũng không nên xuất hành đi xa, đang có cái điểm báo va chạm cãi cọ thị phi, rối rắm trong công việc, tranh chấp bất đồng, khó lòng phát triển được, rẻ mất của, hao tiền, tiểu nhân quấy phá nữa với bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, công việc nặng nhọc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, không nên kiêu ngạo. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, làm việc cẩn thận. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, dễ mắc sai sót. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, thích khoe khoang luận. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 3, số 4. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi tuất. Tử vi tuổi mão thứ 6, ngày 11 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày thứ 6 này, bạn đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi mão trong ngày này lại rất chi là khởi sắc. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và gia đình rất hòa hợp, các thành viên trong nhà luôn quan tâm đến nhau và tâm sự với nhau, khi gặp cái chuyện gì khó khăn giải quyết, nhờ thế mà mọi việc đều rất chi là yên bình với bạn tuổi mão trong ngày này nhé. Và ngày này với bạn tuổi mão á, bạn tìm được một nửa kia rất chi là chu đáo và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được cái suy nghĩ và mong muốn ngay cả khi bạn còn chưa kịp nói ra. Và bạn tuổi mão, bạn hãy quan tâm tới cái nửa kia của mình nhiều hơn nữa, để người ấy cũng cảm nhận được tình cảm thực sự mà bạn dành cho người ấy nhé. Thực thần chiếu mệnh, cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi mão có được cái vận may về tài lộc trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay với bạn mệnh tuổi mão, bạn sẽ được hưởng cái thành quả lao động xứng đáng vì những cái cống hiến trong suốt cái thời gian vừa qua. Những người làm kinh tế thì có thể lựa chọn đầu tư trong ngày hôm nay cũng rất chi là phù hợp nhé. Và bạn tuổi mão trong ngày này, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn hướng tốt, hỷ thần, hướng chánh nam, tài thần, hướng chánh đông để tăng thêm cái vận may cho mình. Khai trương xuất hành, gặp quý nhân, ký kết hợp đồng cũng được thuận lợi bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, gia đình hòa hợp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, yêu thương gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, có vận may về tài lộc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, công sức được đền đáp. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, vợ chồng thấu hiểu nữa rồi. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 7. Giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ 6, ngày 11 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, bạn đang có được chính quan chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Thìn, bạn có được tinh thần trách nhiệm cao và luôn nghiêm túc trong mọi việc, nên dễ nhận được cái sự tín nhiệm của mọi người. Và bạn tuổi Thìn, bạn mệnh có thể được cất nhắc ngay trong ngày hôm nay bạn tuổi Thìn nhé. Ngày này, đối với những bạn thi cử trong cái thời điểm này cũng gặp được nhiều chuyện may mắn, bạn có thể tự tin phát huy cái trình độ thực sự của mình và hứa hẹn đạt được cái thành tích cao vào trong tương lai. Tuy nhiên, cái điều tiên quyết là bạn không được lơ là, không được coi thường kiến thức và chủ quan bạn tuổi Thìn nhé. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn lại không thích hợp với cái việc xuất hành đi xa. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải đi xa thì bạn mệnh nên lựa chọn những cái hướng tốt, hướng cát như là
thị thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông, để tăng thêm cái vận may về tài lộc, hạn chế những cái rủi ro với mình mạng tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, được mọi người tin tưởng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, làm việc có trách nhiệm. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, thi cử thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, thăng quan tiến chức. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, không nên xuất hành. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong cái ngày thứ 6 này, bạn đang gặp ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Tỵ có được cái điểm sáng trên cái con đường tài lộc cho mình ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bạn mệnh có thể được tăng lương hoặc là được thưởng nóng do những cái thành tích bạn làm việc trong suốt cái thời gian qua, lãnh đạo luôn nhận được cái sự cố gắng hết mình của bạn. Và hôm nay với bạn tuổi Tỵ cũng là một ngày rất chi là thích hợp để cho bạn ký kết hợp đồng. Bạn mệnh có thể tìm được những cái mối đầu tư xứng đáng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận trong tương lai cho bạn. Và bạn tuổi Tỵ, bạn cũng rất dễ gặp được người có cùng chí hướng với mình, đi ra thì gặp được quý nhân, có người giúp đỡ, công việc được thuận lợi, khai trương xuất hành, cầu tài lộc, mở kho đều tốt bạn tuổi Tỵ nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc hỏa. Cái điều này làm cho bạn mệnh cần phải quan tâm tới cái gia đình của mình nhiều hơn, không nên tỏ cái thái độ lạnh lùng, thờ ơ với người nhà, mà vì bất cứ cái nguyên nhân nào, đây là cái hành động gây tổn thương sâu sắc cho người nhà của bạn và bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, được tăng lương. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, thích hợp đầu tư. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, thiếu quan tâm tới nửa kia. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, làm ăn có lợi nhuận. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 7 giờ tới 9 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, công việc của bạn tiến triển có phần được thuận lợi do bạn đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ. Mọi kế hoạch với bạn mệnh tuổi Ngọ trong ngày này đặt ra đều có những cái bước tiến phát triển đáng mừng nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn hãy hết mình vì công việc và bạn sẽ đạt được kết quả như ý muốn nữa. Trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Ngọ, cái mối quan hệ xã giao của bạn cũng vô cùng hài hòa. Bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính cái thời điểm này. Và nếu như đối với bạn tuổi Ngọ đang có khúc mắc gì, bạn đừng có ngần ngại hỏi han mọi người, bởi có người sẽ đưa ra giúp cho bạn cái cách giải quyết một cách đúng đắn nữa đối với bạn tuổi Ngọ nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn lại đang có được thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn mệnh tuổi Ngọ một ngày làm việc nhiều may mắn, đặc biệt là trên các phương diện tài lộc. Bạn mệnh có thể nhận được thêm một cái khoản tiền kha khá nhờ các cái công việc làm thêm hoặc là đơn thuần dựa cả vào cái vận may của mình đó bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày này bạn tuổi Ngọ, cái việc xuất hành đi xa
hay là kết hợp đồng với bạn cũng được thuận lợi. Tuy nhiên, xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chánh nam, tài thần, hướng chánh đông để tăng thêm cái vận may cho mình nhé. Ngày này cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, gặp được quý nhân, bạn có tin vui trong ngày nữa đó. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, công việc tín chịu. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, được nhiều người giúp đỡ. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, được hưởng thành quả. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, mọi việc như ý nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu da cam. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mùi thứ 6, ngày 11 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi, đối với những bạn còn độc thân thì có được một ngày đào hoa nở rộ, bởi bạn sẽ gây được ấn tượng tốt cho rất nhiều người khác phái trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Mùi, bạn hãy tìm một người thực lòng với mình, biết đâu đó sẽ là người ở bên cạnh bạn đến cuối cuộc đời đó bạn tuổi Mùi nhé. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Mùi, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì có được một ngày rất chi là bình yên, nửa kia luôn quan tâm và thấu hiểu, khiến cho bạn luôn tin tưởng và tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong ngày. Bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì có thể vượt qua được mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống nữa rồi. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ 6 này, đối với bạn tuổi Mùi, công việc của bạn mệnh thì lại không được như ý cho lắm, do đang có cái sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh, hạn chế cái vận trình của bạn. Và bạn tuổi Mùi, bạn nên tránh va chạm với đồng nghiệp, đặc biệt là cấp trên, nếu không muốn gặp phải nhiều cái rắc rối trong tương lai của mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Mùi không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa, đang có cái điểm báo có cái sự va chạm, cãi cọ, thị phi, và không nên ký kết hợp đồng trong ngày bạn tuổi Mùi nhé. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, quan tâm tới nửa kia. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, dễ gây ấn tượng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, va chạm với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, bạn cần phải giữ bình tĩnh. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thân thứ 6, ngày 11 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, bạn đang gặp ngày nhị hợp, cho nên bạn tuổi Thân có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng hơn. Bản mệnh tuổi Thân dễ dàng tiếp thu những cái ý kiến đóng góp của mọi người, và cái điều này giúp cho mọi việc với bạn trong ngày này được thuận lợi hơn rất chi là nhiều nhé. Với bản mệnh tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người. Tuy vậy, không phải ai cũng xứng đáng với cái lòng tốt của bạn. Thậm chí có những kẻ xấu xa còn sẵn sàng làm việc tổn hại tới bạn nữa. Và bạn tuổi Thân, bạn đừng quá thất vọng và bi quan khi phải đối diện với cái vấn đề này bạn tuổi Thân nhé. Trong cái ngày Tỵ này, đối với bạn tuổi Thân, bạn lại đang gặp ngày có họa khắc cho kim, cho nên mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia của mình trong ngày hôm nay. Lý do có nhiều ý kiến bất đồng giữa đôi bên mà chưa có hướng giải quyết,
Và khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất là nên dừng cuộc nói chuyện lại và đợi khi cả hai bình tĩnh trở lại thì mới tiếp tục bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tư tưởng phóng khoáng. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, công việc được thuận lợi. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, khắc khẩu với nửa kia. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, hăng hái làm việc. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, dễ gặp kẻ xấu đó. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020. Các vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu, cho nên trong cái ngày Tỵ này đối với bạn tuổi Dậu có thể thể hiện được cái khả năng lãnh đạo của mình, và bạn tuổi Dậu nhờ có được cái sự quyết đoán của mình, bản mệnh có thể chinh phục được lòng tin của mọi người và đưa tập thể tới cái thành công gần hơn đối với bạn tuổi Dậu nhé. Tuy nhiên á, với bạn tuổi Dậu khi có ý định phê bình ai đó trong ngày thì bạn nên sử dụng những cái ngôn ngữ nhẹ nhàng, uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn. Những cái lời nói quá trực tiếp chỉ khiến cho người nghe bị tổn thương và khó thu được cái kết quả như ý nữa đối với bạn tuổi Dậu nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Dậu á, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bản mệnh tuổi Dậu có được cái sự thăng tiến cực kỳ nhanh nếu như bạn làm việc trong cái lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, y học, dịch vụ rất tốt nhé. Và bạn tuổi Dậu, bạn hãy vận dụng cái sự linh hoạt và khéo léo của mình đúng lúc, đúng chỗ sẽ được cấp trên đánh giá rất chi là cao với cái khả năng, cái năng lực của bạn đó. Trong ngày này đối với bạn tuổi Dậu, cái việc xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chánh đông để tăng thêm cái vận may cho mình. Ngày này cũng rất phù hợp cho cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, có thể gặp được quý nhân, bạn có thể ký kết hợp đồng trong ngày bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy có tài lãnh đạo, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa được cấp trên khen ngợi, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ chú ý ăn nói, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc dễ tổn thương người khác, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim thăng tiến nhanh chóng đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu bạch kim, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, bạn đang gặp được ngày hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất rất chi là tốt. Ngày này cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tuất và cha mẹ rất chi là hòa thuận. Bạn mệnh hiểu rằng cha mẹ là những người đi trước, luôn mong muốn những cái điều tốt đẹp nhất cho con, nên mỗi khi cha mẹ có lời gì căn dặn, bạn đều rất chú ý tiếp thu nữa đó bạn tuổi Tuất nhé. Với nửa kia của mình, bạn tuổi Tuất luôn là một người vợ, một người chồng có trách nhiệm. Dù đi làm về nhà có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng luôn giúp đỡ nửa kia của mình. Bạn muốn mình có thể chia sẻ mọi việc với người ấy, cho dù là lớn hay là nhỏ nữa đó. Và ngày này với bạn tuổi Tuất, chính quan chiếu mệnh hứa hẹn bạn tuổi Tuất sẽ được cất nhắc trong công việc. Những cái biểu hiện gần đây của bạn mệnh tuổi Tuất có thể khiến cho
lãnh đạo cảm thấy rất chi là hài lòng với bạn và bạn tuổi Tuất. Nếu như được đưa lên một cái vị trí cao hơn, bạn cần phải tiếp tục phát huy cái tinh thần chính trực, có trách nhiệm của mình hơn nữa nhé. Và trong cái ngày này với bạn tuổi Tuất, xuất hành đi xa cũng được thuận lợi, và bạn nên chú ý xuất hành theo những cái hướng tốt, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông để tăng thêm cái vận may cho mình. Ngày này đi ra thì gặp được quý nhân, công việc được thuận lợi, buôn bán thì phát tài, kinh doanh ký kết hợp đồng cũng rất tốt bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, gia đình hòa thuận. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, có trách nhiệm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, chia sẻ với nửa kia. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, có cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, phát huy được điểm mạnh. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cho nên trong cái ngày Tỵ này đối với bạn tuổi Hợi, dù bạn là người có nhanh mồm, nhanh miệng, thích thể hiện cái quan điểm của bản thân mình, tuy nhiên bạn cần phải ý thức được cái hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình, nếu không bạn chỉ khiến cho mọi người chê cười đó bạn tuổi Hợi nhé. Bạn tuổi Hợi, bạn là người có tham vọng lớn nhưng dễ ôm đồm nhiều việc vì muốn nhanh chóng chứng minh bản thân mình, và bạn đừng để cho những cái lời thị phi bên ngoài gây ảnh hưởng đến những cái suy nghĩ và quyết định của mình. Bạn mệnh cần phải kiên định với cái lập trường vững vàng hơn nữa bạn tuổi Hợi nhé. Tuy nhiên trong cái ngày Đinh Tỵ này đối với bạn tuổi Hợi, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc hỏa, cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn không được như ý muốn, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình, có gì đó bất mãn thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết, chứ không nên giấu ở trong lòng bạn tuổi Hợi nhé. Với bạn tuổi Hợi trong ngày này không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa, tuy nhiên nếu như bạn có việc cần thiết không thể tránh khỏi được thì bạn nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông để tăng thêm cái vận may cho mình. Ngày này bạn cũng kiêng kỵ cái việc sông nước ao hồ, sông suối rối rắm, có cái sự tranh cãi, có cái điềm báo không lành đối bạn tuổi Hợi nhé. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, nhanh mồm nhanh miệng. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, bị chê cười. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, ôm đồm nhiều việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, dễ vướng thị phi. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, nghi ngờ nửa kia đó. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.